Và một trong những điều mà khiến cho những dòng loa RCF Acoustica lại trở nên đặc biệt, trở nên đẳng cấp và trở nên hoàn hảo, đó chính là những cái công nghệ được tích hợp độc quyền trên những phiên bản loa này. Đây là một trong những mạch bảo vệ được điều khiển tự động MOSFET, nó rất là đẳng cấp và gần như là chúng ta chưa thấy trên những dòng loa được tích hợp cái mạch bảo vệ tự động này. Đây là một cái công nghệ là bộ phân chia bù kháng thấp, nó giúp làm giảm cái độ trễ pha và làm giảm sự biến dạng pha của loa. Xin chào tất cả quý các bạn. Ngày hôm nay thì Đức Anh sẽ mang đến cho quý bạn những siêu phẩm trong năm 2022 đến từ thương hiệu Italia. Và đây là những dòng loa mang đậm chất của Italia ngay từ cái tên gọi đầu tiên của nó. Đây là những dòng loa làm trong dòng loa RCF Acoustica. Nói về cái tên gọi RCF Acoustica này thì quý bạn có thể thấy nó mang đậm chất Ý, đúng không ạ? RCF là một thương hiệu âm thanh lừng danh trên thế giới đến từ đất nước Italia, và cái cụm từ Acoustica nó nói về cái độ âm học của những chiếc loa này. Và chắc chắn với cái tên gọi như thế thì cái dòng loa RCF Acoustica này nó đem lại cho chúng ta những cái âm thanh rất là hay và rất là đẳng cấp. Dòng loa RCF Acoustica này nó nằm trong một cái compact series, có nghĩa đây là những cái phân khúc dòng loa cao cấp đến từ thương hiệu Italia lừng danh, có thể phù hợp với đại đa số cái mục đích sử dụng, từ karaoke gia đình, karaoke chuyên nghiệp cho đến hội trường và những sân khấu biểu diễn, những nhà hát đều có thể sử dụng dòng loa này với cái chất âm rất là hoàn hảo và rất là hay mà từ trước đến giờ quý bạn sẽ chưa từng được trải nghiệm ở trên những phân khúc loa RCF từng mang về thị trường Việt Nam trước đây như E-Max và C-Max. Điều đặc biệt hơn nữa là với dòng loa RCF Acoustica này nó còn hoàn hảo cả về thiết kế, hoàn hảo về những cái công nghệ mà nó được tích hợp trên những dòng loa này, thì chắc chắn quý bạn đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu cho quý bạn những cái công nghệ độc quyền và độc nhất từ trước đến nay được tích hợp trên những siêu phẩm năm 2022 RCF Acoustica. Với RCF Acoustica nằm trong cái compact series thì nó đang có 3 phiên bản cập bến tại thị trường Việt Nam và tại Bảo Châu Lex, đó là phiên bản C3110126 với phiên bản to hơn đó là C521296 và phiên bản to nhất đó là phiên bản C521596. Tôi sẽ quay cái đằng sau phía loa của những cái chiếc loa này lại và sẽ cùng quý bạn khám phá những cái điều đặc biệt ở trên chiếc loa này, từ tên gọi cho đến những cái thông số, những cái ký hiệu mà ngay trên chiếc loa này nó đã thể hiện rất là rõ để quý bạn có thể thấy được. Đây là một trong những phiên bản đặc biệt và một trong những phiên bản đáng gờm, đẳng cấp tại thị trường Việt Nam. Ngay phía sau của những phiên bản dòng loa RCF Acoustica này, đó chính là cái dòng chữ RCF Compact Series. Đó. Nếu như mà cái từ Compact Series này chúng ta tạm dịch ở trong tiếng Anh ấy, nó là nằm trong cái phân khúc dòng loa thiết kế nhỏ gọn. Đó, Compact Series. Nói về tên modem. Cái tên modem của cái sản phẩm này nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt mà hãng gửi gắm rất nhiều cái thông tin để cho các bạn có thể biết được cái sản phẩm này nó có những cái thông số kỹ thuật như thế nào. C3110126-126. Nếu như bình thường chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng không hiểu được là nó có một cái kỹ thuật, có một cái thông số gì chứa ẩn ở trong cái tên gọi này, đúng không ạ? Nếu như các bạn là một người tìm hiểu chuyên sâu hơn về những dòng loa này thì chúng ta sẽ thấy điều đặc biệt. Đặc biệt ở đây là gì ạ? Với cái dòng chữ đầu tiên là C3110 thì C31 nó chính là cái modem, tên modem đầu của dòng loa này. Nằm dòng loa này nó sẽ có C31 này, rồi nó đến 101215. Đó, nó sẽ có như thế. 10 này có nghĩa là gì? 10 này nó có nghĩa là chỉ cái in của cái driver bass, có nghĩa là cái loa bass. Đây là dòng loa bass 10 inch
có đường kính là 25 cm. Đó, chúng ta có thể hình dung ngay thông số kỹ thuật nó nằm ngay ở đây. Rồi, 1 gạch ngang 126, đặc biệt, đây là đặc biệt. Nếu chúng ta thấy được là CMAX 4110 này, 4112 thì chúng ta cũng chỉ thấy được nó là C41 và bát 10 inch hay là bát 12 inch. Nhưng với dòng loa này nó lại thể hiện được cả cái độ góc phủ âm của họng loa chép. Đó, 126 thì chúng ta thấy được đây là dòng loa mà có cái độ phủ âm của họng loa chép theo chiều dọc là 120 độ và theo chiều ngang là 60 độ. Đó, rất là đặc trưng đúng không ạ? Rồi, sang bên này thì chúng ta sẽ thấy tiếp đó đến dòng C521296. Đây, hai phiên bản này thì chúng ta thấy rõ luôn. C52, đây là tên modem đầu, nó nằm ở phân khúc C52 và 12 inch, có nghĩa là chiếc loa này sở hữu cái đường kính loa bát là 30 cm. Đó, và 96 có nghĩa là gì, là cái độ góc phủ âm của góc mở của cái họng loa chép này là theo chiều dọc là 90 độ và theo chiều ngang là 60 độ quý các bạn nhé. Bên này C521596 thì chúng ta thấy ngay đây là phiên bản đường kính loa bát to hơn. Với modem C52 thì nó có đường kính ở đây là 15 inch, có nghĩa là bát 40, kích thước bát to hơn, khủng hơn. Góc mở của loa chép trên dòng loa C5215 này vẫn là góc mở theo chiều dọc là 90 và chiều ngang là 60. Đó. Từ những cái tên gọi thì chúng ta đã thấy được với cái phiên bản Compact Series này nó đã có những cái điều đặc biệt, những cái điều đặc trưng, đặc thù riêng của phân khúc loa này. Đấy là những cái đơn giản khi chúng ta thấy được. Và một trong những điều mà khiến cho những dòng loa RCF Acoustica lại trở lên đặc biệt, trở lên đẳng cấp và trở lên hoàn hảo, đó chính là những cái công nghệ được tích hợp độc quyền trên những phiên bản loa này. Gần như là từ trước đến giờ quý bạn sẽ không thấy những cái công nghệ này xuất hiện trên những dòng loa của RCF, ngay cả những phiên bản CMAX cao cấp như 4110 và 412 chúng ta đã từng biết, hoặc là những dòng loa cao cấp khác trên thị trường, để quý bạn có thể thấy được nó có tích hợp những cái công nghệ này hay không. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến cho quý bạn đó chính là cái công nghệ mạch bảo vệ điều khiển tự động để giúp bảo vệ cái chiếc loa này. Đó là mạch Aesthetic MOSFET Compression Driver Protection. Đó, đây là một trong những mạch bảo vệ được điều khiển tự động MOSFET. Đó, rất là đẳng cấp và gần như là chúng ta chưa thấy trên những dòng loa được tích hợp cái mạch bảo vệ tự động này. Rồi, một cái công nghệ tiếp theo mà quý bạn có thể thấy được, nó có cái ký hiệu là LICC. Đây là một cái công nghệ là bộ phân chia bù kháng thấp. Nó giúp làm giảm cái độ trễ pha và làm giảm sự biến dạng pha của loa, cải thiện đáp ứng cho loa một cách rất là tức thời, có nghĩa là ngay lập tức, giúp cho loa đem lại cái âm thanh một cách trung thực và một cái sự tái tạo âm thanh tốt nhất, hoàn hảo nhất mà không tạo ra những cái độ trễ như những chiếc loa khác mà không được tích hợp cái công nghệ này. Đó, chúng ta có thể thấy rất là đáng kể ngay từ những cái công nghệ, hai cái công nghệ rất là đẳng cấp như thế này được tích hợp trên dòng loa. Rồi, với phiên bản C3110126 thì chúng ta thấy được đây là một cái phiên bản nhỏ. Với cái mức công suất của phiên bản này hiện tại là đạt khoảng tầm 300W/ms. Độ nhạy của cái chiếc loa thì nó đạt khoảng tầm 97 dB, và cái đạt cái chỉ số gọi là chỉ số FPL, một trong những chỉ số mắc về cường độ âm thanh đưa ra của dòng loa này thì lên tới ngưỡng là 128 dB, một trong những cái chiếc loa nhỏ nhưng mà phải nói là có võ khi nó đưa ra được cái cường độ âm thanh rất là mạnh mẽ như thế. Sang bên này thì chúng ta cũng có thể thấy được với C521296 thì nó vẫn đầy đủ các cái công nghệ như tôi vừa nói. Đó, công nghệ bảo vệ này, bù kháng thấp này. Rồi, các tiêu chuẩn thì chúng ta có thể thấy ngay. Nhưng với cái phiên bản cao cấp, phiên bản to này thì chúng ta lại thấy có một cái điều khác biệt nữa. Chúng ta có thể thấy phần, đây là một phần nút gạt này. Có chế độ full rang và chế độ biampli. Đó. Nhiều quý khách hàng sẽ đặt ra câu hỏi chế độ full rang là gì, về chế độ biampli là gì. Chế độ full rang là chế độ mà chúng ta sẽ sử dụng chiếc loa này với gọi là cái chiếc loa được tích hợp passive crossover, có nghĩa là nó sử dụng luôn cái bộ mạch phân tần ngay bên trong của chiếc loa này. Đó. Nhưng nếu như các bạn mà muốn chơi một cái cách chuyên nghiệp hơn, muốn sử dụng những cái crossover gọi là mạch phân tần ngoài đấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ là biampli để chúng ta có thể sử dụng những cái phân tần ngoài để đấu cầu bát và cầu chép độc lập, đưa ra cái chất
score, cái âm thanh tốt nhất cho củ loa bass cũng như là hệ thống driver bass cũng như là hệ thống loa chép, đem lại cái âm thanh độc lập hoàn toàn và chúng ta có thể điều khiển bằng cái crossover ngay bên ngoài. Ở cái phần này thì chúng ta sẽ có lưu ý, đó là khi mà chúng ta đấu thông thường nếu ở chế độ full rang thì việc chúng ta đấu rất là đơn giản, vẫn là 1 cộng và 1 trừ để cấp tín hiệu đầu vào và sử dụng các giắc lưu trích như thế này. Nhưng với cái chế độ B-Ampli thì chúng ta lại phải sử dụng một cái kiểu đấu khác, đó là đấu với cầu loa chép thì chúng ta sẽ đấu là 2 cộng và 2 trừ, và đấu với driver bass thì chúng ta sẽ đấu với là cầu 1 cộng 1 trừ. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng một cái sợi dây loa gồm 4 lõi và chúng ta sẽ chia ra 2 lõi dành cho cầu loa chép và 2 lõi dành cho cầu loa bass riêng độc lập, và chúng ta sẽ sử dụng mạch phân tần bên ngoài, sử dụng những cái cục công suất độc lập cho loa bass và loa chép riêng với các bạn nhé. Rất là hay đó. Trên phiên bản C5212 đầu năm thì chúng ta sẽ thấy ngay được cái công nghệ và cái chế độ full rang cũng như là B-Ampli. Với chiếc loa C521296 này thì theo như tôi biết là thông số từ trên trang web của hãng RCF.it thì nó có mức công suất RMS là đạt khoảng tầm 500W và đặt cái mức bộ khuếch đại max lên tới đỉnh là 2000W quý bạn ạ, rất là mạnh. Cái cường độ, cái độ nhạy của cái chiếc loa thì đạt lên tới 99 dB quý bạn nhé, 99. Một chiếc loa full bass 30 mà đạt được cái cường độ lên tới 99 dB thì nó cũng phải là rất là mạnh rồi, rất là to rồi. Và cái chỉ số FPL max của nó tối đa lên ở cái khoảng cách nào, khoảng âm thanh đưa ra tối đa đấy, là lên tới 132 dB. Quá là khủng khiếp các bạn ạ, 132 dB. Như tôi nhớ là RCF C Max 4112 trước đây ở thời điểm hiện tại bây giờ nó cũng chỉ có đạt được khoảng ngưỡng là 130 đến tối đa 131 dB thôi. Thì con này nó lại lên tới thêm 1 dB nữa là 132 dB, mạnh hơn và chắc chắn là âm thanh nó đưa ra sẽ khủng khiếp. Rồi. Đến tiếp theo đó là phiên bản cuối cùng C521596 thì với giống cái bản C521296 thôi, nó vẫn có đầy đủ các công nghệ như tôi nói này. Rồi, bảo vệ tự động, rồi bù kháng thấp này. Rồi tiếp theo đó là cái chế độ full rang hay là B-Ampli để các bạn có thể đấu lối cầu theo ý thích này. Rồi, nó có cái cường độ âm thanh cũng như là công suất thì con này nó vẫn có cái công suất là khoảng tầm 500W và đạt max là khoảng tầm 2000W. Đó. Tuy nhiên cái cường độ âm thanh của nó lại cao hơn một nhịp so với bản 5212. Đó là chỉ số về độ nhạy của nó thì đạt tới là 100 dB. Đó, đạt con số 100 nhé các bạn nhé. Bass 40 đạt 100. Và cái chỉ số FPL, chỉ số max của nó đỉnh điểm, đỉnh lên tới là 133 dB. Đó, rất là khủng khiếp. Thực sự là với những cái chiếc loa nằm trong cái phiên bản RCF Acosta này thì nó đem cho chúng ta rất là nhiều những cái khám phá, những cái độc quyền, những cái độc nhất từ trước đến nay, rồi những cái công nghệ mà chúng ta chưa từng thấy và từ những cái thiết kế. Với những phiên bản loa RCF Acoustica này được phát triển và thừa hưởng từ những cái tinh túy nhất mà hãng RCF đã đem đến cho chúng ta về chất lượng âm thanh, những cái công nghệ. Và đặc biệt trên RCF Acoustica này chúng ta đã thấy được hai cái công nghệ vô cùng ấn tượng và độc quyền. Có nghĩa là sở hữu độc nhất từ trước đến nay mà trên những dòng loa trên thế giới chúng ta ít được biết đến và gần như là không có. Với những cái công nghệ, với những cái thiết kế thì hãng loa RCF của Italia này đem lại cho chúng ta một cái sản phẩm cao cấp và chắc chắn chất âm rất là tuyệt vời. Một điều nữa đó là những sản phẩm RCF Acoustica này nhá sẽ được phân phối chính hãng tại Bảo Châu Elec và được nhập khẩu chính hãng về thị trường Việt Nam qua công ty trách nhiệm quốc tế Becasa Việt Nam. Và những sản phẩm này được sản xuất lắp ráp trực tiếp tại đất nước Italia. Và chúng ta có thể thấy ngay ở phía sau của chiếc loa RCF này một cái địa chỉ mà quý bạn có thể check ngay trực tiếp trên trang web của RCF.it, đó là địa chỉ đặt nhà máy sản xuất những sản phẩm tại Italia. Những sản phẩm RCF Acoustica này thì được sản xuất tại một khu vực, đó là khu vực phía Bắc thuộc thành phố Raffano của San Gio, có địa chỉ là 1342124 Reggio Emilia của Italia. Đó quý bạn. Đó, chúng ta có thể thấy được là làm nên cái giá trị, làm nên cái tên tuổi của chiếc loa nó cũng phụ thuộc vào cái nơi sản xuất ra những cái chiếc loa này. Và
Bây giờ thì xin mời quý các bạn hãy cùng với Đức Anh trải nghiệm cái âm thanh rất là tuyệt vời trên dòng loa RCF Acoustica với cái phiên bản mà tôi lựa chọn để cùng quý các bạn trải nghiệm âm thanh ngày hôm nay, đó là phiên bản C3110126 của thương hiệu RCF. Thì tôi đây đi ra chờ
chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biển khóc âm thầm. Dồn tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đêm khóc bên bờ. Những phen đã trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ dù bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng. Chúng ta đã không lãng phí những giây phút trong video ngày hôm nay khi chúng ta lần đầu tiên được trải nghiệm về một sản phẩm có thể coi là siêu phẩm năm 2022 đến từ thương hiệu RCF, đó là những phiên bản loa RCF Acoustica hoàn hảo từ những thiết kế, hoàn hảo từ những công nghệ độc quyền độc nhất đến thời điểm hiện tại, và hoàn hảo đến độ chất âm rất là chi tiết và rất là trong trẻo. Đây là một trong những mẫu loa mà đáng mua nhất trong năm 2022 dành cho các bạn ở những phân khúc cao cấp. Và nếu như các bạn muốn sở hữu ngay những cặp loa này, có thể để lại số điện thoại hoặc là gọi điện trực tiếp tới số tổng đài là 1900 0255 hoặc số di động
cá nhân của Đức Anh là 0941859988 nhận được báo giá tốt nhất của những dòng sản phẩm RCF Acoustica với những phiên bản loa cao cấp mới nhất năm 2022, được phân phối chính hãng tại toàn bộ hệ thống showroom của Bảo Châu Lex trên toàn quốc và được nhập khẩu độc quyền qua công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế BKSA Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý bạn, và nếu như quý bạn đặt dòng sản phẩm này, chúng tôi có thể liên hệ ngay và giao hàng cho quý bạn với 11 chi nhánh trên toàn quốc với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất, và chúng tôi có chương trình hỗ trợ trả góp qua hình thức thẻ ngân hàng cũng như là trả góp trực tiếp với mức lãi suất tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này. Quý bạn đừng quên nhấn like, share, đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ thì Đức Anh xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Lex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!